Báo Người Lao Động ngày 5 tháng 6 dẫn kết quả nghiên cứu thực trạng điều kiện lao động ngành may Việt Nam cho biết, hiện nay Việt Nam có trên 5.000 doanh nghiệp dệt may với 2.5 triệu người lao động và trong đó có 80% là nữ giới, với mức lương trung bình chỉ đạt hơn 4.3 triệu đồng một tháng. Chỉ giúp họ đáp ứng được 75% đến 80% mức sống tối thiểu mà thôi. Theo đó, nghiên cứu cho thấy công nhân ngành may phải tăng ca trung bình từ 47 đến 60 giờ một tháng, trong khi quy định của pháp luật chỉ cho 30 giờ mỗi tháng. Thế nhưng, thu nhập trung bình từ việc tăng ca chỉ hơn 1.3 triệu đồng một người, chiếm khoảng 22.4% tổng thu nhập. Ngoài ra, tuy mang tiếng được hưởng 8 khoản phụ cấp, trợ cấp và hỗ trợ khác, nhưng trung bình chỉ khoảng 300.000 đồng một tháng, thấp nhất trong các ngành thâm dụng lao động. Ngoài ra, một thực trạng đáng lo ngại khác là giá trị bữa ăn của công nhân quá thấp và việc này đã khiến nhiều người kiệt sức, té xỉu ngay tại nơi làm việc phải đưa đi cấp cứu.